Chào buổi tối mọi người. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trả những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Facebook Chiêm Tinh Cổ Học hoặc Instagram. Hoặc là các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Cuối cùng thì trời cũng nóng rồi đúng không các bạn? Không biết là tuần này các bạn đi làm với đi học như thế nào? Hình như với các bạn học sinh là 11 tháng 5 mới chính thức đi học nếu mình không nhầm. Nhưng bởi vì trời bắt đầu vào hè rồi thì nên các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, ra đường thì nhớ đội mũ nón và uống đầy đủ nước nhé. Ok, bây giờ quay lại với chủ đề của ngày hôm nay. Liệu bạn có độc thân hoặc là ế đến già hay không? Đây là một chủ đề mà cũng được yêu cầu vài lần, mình nhớ là vậy. Thì mình cũng đã nốt lại. Các bạn lưu ý là mình vẫn tiếp tục nhận những ý tưởng về chủ đề mới ở dưới phần comment nhé. Tuy mình không trả lời comment nhưng mình có nốt lại, mình có đọc hết đấy. Và như thường lệ lại cho các bạn chọn 3 tụ. Hôm nay mình sẽ cho các bạn chọn tụ của các anh đẹp trai. Có tất cả 7 anh đẹp trai thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên nhé. Tự dưng lại trải ra làm gì không biết. Mình chọn ngẫu nhiên mà. Đây, mình sẽ chọn 3 anh. Các bạn đoán xem là 3 anh nào. Cho anh đầu tiên đi. Anh Suga là tụ 1. Tụ số 2 là J-Hope, Hobi. Và tụ số 3 là Jimin. Các bạn hãy chọn tụ nào. Các anh, 4 anh còn lại thì chúc các anh may mắn lần sau vậy. Rồi các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút nhất ngay bởi lần nhìn đầu tiên. Và có thể chọn nhiều hơn một tụ cho câu hỏi liệu bạn có ế hoặc là độc thân đến già hay không, cũng như lời khuyên dành cho các bạn. Trong trải bài lần này mình sử dụng hai bộ bài, đầu tiên là bộ tarot đầu lâu. Lâu rồi thì mình cũng không sử dụng bộ bài này. Và bộ thứ hai là Oracle ngôn ngữ yêu tinh. Cả hai bộ này mình nhớ là lâu rồi không dùng. Sau khi các bạn chọn xong, mình xin phép được vào với tụ 1 luôn, tụ của Suga, cho câu hỏi là liệu bạn có ế hoặc là độc thân đến già hay không. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn hình anh đẹp trai tên là Suga. Mình để anh này ở đây nhá. Ok. Rồi bây giờ mình xin phép được trải bài cho các bạn. Trong trải bài lần này mình sử dụng bài Tarot đầu lâu và Oracle ngôn ngữ yêu tinh. Tarot mình xin rút 5 lá, Oracle mình rút 2 lá. Liệu bạn có ế đến già hay không? Xem mình có ế không nào. Bạn có 5 gậy. Nguy cơ cao. Chưa gì đã thấy có nguy cơ cao rồi. Bạn có 10 xu. Bạn có Emperor. Bạn có hiệp sĩ gậy. Và bạn có cậu bé gậy. Úi giời, nhiều gậy thế. Mình cảm giác các bạn tụ 3, tụ 1 này nhá. Có thể là các bạn sẽ bị độc thân lâu, hoặc là gia đình của các bạn là kiểu hơi phong kiến một chút, muốn các bạn lấy sớm. Nhưng mà các bạn này hơi bị khó trong việc chọn người yêu. Có thể là do các bạn ấy kén. Các bạn ấy khó yêu, các bạn ấy khó tìm được đối tượng. Nhưng vì gia đình nên các bạn có xu hướng là sau này khi mà đến tuổi, giả sử con gái mà tầm 27, 28 mà bạn vẫn chưa tìm được đối tượng thì bố mẹ sẽ bắt đầu giới thiệu. Và bạn chấp nhận điều này, chấp nhận cái việc đi ra xem mắt người khác, đi xem những cái đối tượng mà do gia đình, người thân, bạn bè giới thiệu cho bạn. Bởi vì bạn thì bạn cũng không muốn ế, nhưng mà biết sao được, mình lại không tìm được đối tượng. Thế nên thà là nên có cái gì đấy ở bạn khi mà bạn đạt đến độ tuổi 27, 28, có gì đấy ở bạn nó hơi sồn sồn. Này, nó hơi sồn sồn. Thế nên mình muốn khuyên bạn là cứ từ từ nhá. 27, 28 thì vẫn còn trẻ. Hoặc là nếu mà ngoài 30 rồi mà vẫn chưa tìm được đối tượng thì tức là sao nhỉ? Thà ế còn hơn là bạn chọn nhầm. Bởi với cái trải bài lần này, với cái trải bài này của các bạn, mình thấy có một cái khả năng rất cao là các bạn thà chọn nhầm còn hơn ế. Có thể các bạn không muốn bị người khác nhìn vào là mình là cái người ế, mình là cái người độc thân quá lâu, hoặc là bạn là
sinh ra trong một gia đình mà từ bé bố mẹ và ông bà của bạn đã dạy bạn rằng sau này phải lấy vợ lấy chồng sớm, hoặc là bây giờ chính phủ mình vừa có cái khuyến nghị là mọi người kết hôn trước 30, thế là đúng 29 tuổi bạn vội vội vàng vàng đi tìm người yêu đấy. Mặc dù không hợp nhau lắm nhưng mà bạn sẽ kiểu tính toán là thôi được rồi, người này gần nhà mình, tuổi tác thì cũng hợp, ngoại hình thì không ưa, tính cách cũng không ưa, nhưng mà thôi cứ lấy về đã rồi xem sao. Tuyệt đối không được có suy nghĩ như thế nhá. Ok. Mình nghĩ về cái trải bài lần này, hoặc là bị ảnh hưởng từ gia đình, hai là vì lúc đấy mình cuống cuồng cuồng lên hay lại chọn sai người. Bởi mình biết rất nhiều trường hợp mà lúc lấy thì là vì điều kiện thôi. Nghĩa là kết hôn với cái người này là vì người này có điều kiện, rồi gia đình hai bên môn đăng hộ đối, chứ không phải vì tình cảm. Thì lấy nhau rồi, có con rồi, xong mới bắt đầu chán muốn đòi ly hôn. Cuộc sống này ngắn lắm, sao các bạn phải sống như thế? Thế nào là sống như thế nhỉ? Nhưng ý mình là nói chung là bây giờ cái thời đại khác rồi các bạn ạ. Mình nghĩ dần dần người Việt Nam cũng cởi mở hơn trong cái chuyện kết hôn hay không. Thì mình nghĩ rằng là chẳng có gì sai khi bạn lựa chọn việc sống độc thân cả đời, hoặc là bạn kết hôn rất muộn cả. Thế là thứ mà mình sợ nhất, đó là có thể nếu mình kết hôn muộn thì mình sẽ không, khó mà có em bé. Nhưng xong tự mình để trấn an mình là cũng chẳng có gì sai nếu mình không đẻ cả. Vì như bác Haruki Murakami của mình, à không phải của mình, à, bác tác giả ưa thích của mình, bác ấy tác giả của rừng Na Uy các bạn, à, bác ấy có vợ nhưng mà cả bác ấy và vợ bác ấy quyết định là sẽ không đẻ con. Thì cũng có những cặp kết hôn không đẻ mà. Thì mình vừa không kết hôn vừa không đẻ có sao đâu nhỉ? Hưởng thụ cuộc sống đã. Rồi bây giờ mình sẽ rút cho bạn hai lá oracle để xin lời khuyên đến từ yêu tinh. Sự tử tế làm tốt bụng. Ây chà, đây là lá bài, lá gì nhỉ? Lá bài mẫu. Thì mình sẽ rút lại. Nature. Úi dồi ôi. Mình đầu tiên nhá, cái thông điệp đầu tiên, cái lòng tử tế, thì mình thấy là chỉ cần bạn sống tốt với người khác là được. Bạn sống có ích với xã hội, bạn không làm tổn thương ai, thế là được rồi. Cái việc bạn độc thân lâu dài hay không, cái việc mà bạn có con hay không, nó không ảnh hưởng đến người khác, nó không phải là một cái tội, nó không vi phạm pháp luật. Thế nên chúng ta mới có cái lá bài thứ hai, thông điệp từ lá bài thứ hai, đó là cái câu cuối này này. Hãy luôn nhớ rằng bạn là ai và bạn muốn trở thành người như thế nào, hoặc là bạn muốn đi đến nơi nào nhá. Đừng có vì người khác mà mình vội vội vàng vàng kết hôn, mà hãy sống đúng với bản chất của mình. Hỏi bản thân mình xem, tự vấn bản thân xem là mình muốn một cuộc sống như thế nào. Thì tóm lại câu trả lời liệu bạn có ế đến già không dành cho các bạn tụ một, thì mình cảm thấy thật ra là không nhá. Không ế đến già mà các bạn sẽ lấy muộn, tương đối muộn so với người khác. Tuy nhiên các bạn sẽ có một cái xu hướng, đó là đấy, thà lấy nhầm còn hơn là ế. Thì mình chỉ cảm giác là giả sử như 35 tuổi các bạn kết hôn, nhưng các bạn không thể chịu được thế 34 tuổi lấy bừa một người. Thế nên mình cứ cố gắng chờ để tìm được cái người đấy nhá. Cái người mà bạn vừa nhìn phát, hoặc bạn vừa nói chuyện, bạn vừa tiếp xúc là bạn có thể nhận ra luôn đây chính là một nửa còn lại của mình. Được chưa nào? Rồi, chắc mình sẽ dừng trả bài của các bạn tụ một tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Các bạn chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời tiết nóng này nhá. Uống nhiều nước. Ra ngoài thì đội mũ, vẫn tiếp tục đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng. Ok. Và đừng quên là ủng hộ kênh radio của mình nha. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn hình anh đẹp trai, hobby. Mình sẽ để anh hobby ở đây. Gọi là anh nhưng thật ra bằng tuổi mình. Tự dưng mình vừa tiết lộ tuổi à? À, gọi là anh nhưng mà tầm tuổi mình. Rồi, trong trả bài lần này mình sử dụng hai bộ bài Tarot đầu lâu và bài
Oracle ngôn ngữ yêu tinh. Tarot mình sẽ rút cho các bạn 5 lá và Oracle mình rút cho các bạn 2 lá. Lâu lắm rồi mình không sử dụng bộ này. Nói chuyện ngoài lề chút thôi, nhưng mà mình thì không thích kích cỡ của bộ này lắm. Bởi vì thế nào ta? Nó khá là to. Mình thích mấy cái bộ nhỏ nhỏ như là bộ cú trắng hơn. Mặc dù lên hình thì bộ đầu lâu lên hình thì bài nó to, nó mượt, nó sướng. Thế ra những cái bộ kích cỡ vừa vừa như là bộ gì nhỉ? Bộ Halloween mình mới mua, hoặc là bộ 18 cộng cũng rất là vừa tay. Mình sẽ rút 5 lá nhá. Trời ơi, chưa chi đã 10 kiếm. Bốn kiếm. Ok. Hiệp sĩ ly, hai ly và nữ hoàng xu. Mình cảm thấy các bạn này nhá, có một cái xu hướng rất là thú vị, đó là các bạn ý bị đánh mất niềm tin vào tình yêu sau mỗi lần yêu đương thất bại. Có thể là hồi các bạn ấy còn trẻ, tầm khoảng 15-16, cái lý tưởng của các bạn về tình yêu nó, trời ơi, nó hơn người khác rất là nhiều. Các bạn luôn tin rằng có một ngày mình sẽ trở thành công chúa và hoàng tử, hoặc là có công chúa hoàng tử nào đó đến đón mình về lâu đài. Đấy, các bạn luôn tưởng tượng ra một cái viễn cảnh màu hồng, sau hai vợ chồng cùng đi khắp năm châu, cùng dắt tay nhau làm này làm kia, rồi bạn sẽ tìm ra được một cái nửa hoàn hảo của mình. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, cho đến khi mà bạn có được người yêu chính thức. Người đầu tiên đổ vỡ là bạn cũng hơi hơi bị sứt mẻ cái niềm tin đấy rồi. Đến người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư là gần như là bạn thôi, không còn tin tưởng gì vào tình yêu, và gần như nghĩ rằng là chắc cả đời chẳng ai yêu mình thật lòng, hoặc là kiếp này chắc là mình không tìm được nửa kia đâu. Đang có cái xu hướng tuyệt vọng nhá. Thì có thể là các bạn vì cái xu hướng tuyệt vọng này mà các bạn định sẽ không yêu ai cả, định ế cả đời. Giống các bạn tụ 2, giống các bạn tụ 1 ở một chỗ là các bạn sẽ kết hôn muộn hơn so với người khác. Thế nào là người khác? Giả sử là trung bình bây giờ kết hôn năm 25-26 thì các bạn sẽ kết hôn tầm 28-29 hoặc muộn hơn. Nhưng mà đến cuối thì vẫn kết hôn. Các bạn tụ 1 là các bạn có xu hướng lấy nhầm còn hơn ế. Còn các bạn này thì lại có xu hướng ngược lại, thả ế còn hơn là lấy nhầm. Không, thật ra là các bạn định là thôi bố đếch lấy nữa đâu, bố chán yêu đương lắm rồi. Nhưng tuy nhiên là hôn nhân nó không phải do ý mình, nó là ý trời. Có duyên thì gặp được nhau, mà có nợ thì mới lấy được nhau. Và bạn thì sống hết kiếp này đến kiếp kia, bạn nợ nhiều người lắm. Rồi bây giờ mình sẽ rút 2 lá bài Oracle cho các bạn, 2 lá bài ngôn ngữ yêu tinh để xin thông điệp từ yêu tinh nhé. Power, sức mạnh. Oh yeah. Love. Wow. Chắc chắn là mình có người yêu. À nhầm, mình không ế rồi. Đấy. Đầu tiên là yêu tinh muốn bảo với bạn rằng cứ tin là bạn vẫn còn khả năng, vẫn còn sức mạnh để thu hút true love, thu hút nửa kia đi. Cứ tin là như thế đi. Cứ tin rằng có ai đó đang ở đâu đó chờ đợi bạn đi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân cũng như vào vũ trụ nhá. Đừng có ngước mặt lên hỏi vũ trụ là tại sao ông vũ trụ ơi, ông cho bạn bè tôi tìm được vợ được chồng mà ông cho tôi toàn thể loại gì này, hãm cảnh cạch thế này. Đấy. Nhưng mà có thể là do bài học nhân quả của mình mà cái hôn nhân của mình bị trì hoãn một chút. Và quan trọng nhất là các bạn bốc được lá love, yên tâm là các bạn sẽ tìm thấy tình yêu. Hãy lắng nghe trái tim mình, ôm trọn những gì mà khiến cho bạn hạnh phúc. Có tất cả 1 triệu lý do để yêu một người. Wow, nghe như thơ vậy ta. Tóm lại là câu chuyện của các bạn tụ 2, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu nhá. Rồi các bạn sẽ tìm được nửa kia thôi.
Và dù các bạn có ăn hành bao nhiêu lần, trên đầu có bao nhiêu cái sừng, thì cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào vũ trụ và vào bản thân và vào tình yêu. Nhá, rồi mình sẽ dừng trải bài của các bạn tụ hai tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Đừng quên ủng hộ cả kênh radio của mình nhá. Mình đang làm các chủ đề về chiêm tinh đấy. Rồi, bye bye các bạn. Xin chào các bạn tụ ba, tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn tụ ba là những người chọn hình anh đẹp trai Jimin. Mình sẽ để Jimin ở đây cũng được. Được chưa? Ok. Trong trải bài lần này mình sử dụng bài Tarot đầu lâu và bài Oracle ngôn ngữ yêu tinh. Tarot đầu lâu mình xin phép được rút 5 lá và Oracle mình rút 2 lá nhé. Cho câu hỏi là liệu bạn có độc thân hoặc là ý đến già hay không? Xem nào. Liệu bạn có độc thân? Ấy chà, một lá đã bay ra. Tại nên vua kiếm à. Còn nữ hoàng ly cơ à. Sao rơi tùm lum tùm lem thế này. 6 ly. Thêm 2 lá nữa cho các bạn nhá. 8 ly. Ôi giời, 8 ly quá. Và người treo, The Hangman. Cho mình xin vài giây để đọc bài. Mình thấy các bạn tụ ba này, trước hết có một cái tư tưởng tương đối YOLO. Khác với các bạn tụ 1 và tụ 2. Tụ 1 thì thà lấy nhầm còn hơn là ế. Tụ 2 thì bị làm sao nhỉ? Thà ế còn hơn là lấy nhầm. Tụ 2 thì đang kiểu bị chạy trốn tình yêu, đang sợ yêu. Còn các bạn tụ 3, các bạn không sợ yêu. Kể cả khi các bạn bị mấy cái sừng lên đầu, đến lần thứ 2 các bạn vẫn yêu đương vui vẻ, vì các bạn biết rằng là không phải ai cũng tới để làm hại các bạn. Có gì đấy ở tụ ba nó vừa khác người nhưng lại vừa chín chắn. Cái khác người này có thể khiến người khác nghĩ rằng bạn trẻ con, nhưng thật ra nó lại rất là chín chắn. Tức là cái cách mà bạn nhìn nhận chuyện tình cảm nó khác người. Ví dụ, các bạn cho rằng yêu thì yêu thôi, không nhất thiết phải lấy. Đâu nhất thiết phải cứ đưa nhau ra tòa, đăng ký kết hôn, mà mình có thể ở bên nhau cả đời. Có nghĩa là các bạn tụ ba trước hết không đi theo cái lối mòn truyền thống. Miễn là làm gì khiến bạn vui thì bạn sẽ làm, bạn không quan tâm bố con thằng nào nói gì. YOLO. Bởi vì như suy nghĩ như thế nên nhiều người lại cho rằng bạn trẻ con, bạn ích kỷ. Nhưng trong mắt mình thì mình lại thấy đây mới là cái suy nghĩ chín chắn, trưởng thành. Các bạn không tự ép mình đi theo một cái con đường nào hết, mà các bạn có cái con đường của riêng mình. Mình đi cái hướng này, miễn mình không làm ảnh hưởng đến ai, tổn thương đến ai, thì mình sẽ đi nó. Thì cái con đường này là của mình. Đây là năng lượng của Bạch Dương và Bảo Bình. Mình không nói rằng bạn thuộc hai cung này, mình chỉ nói cái kiểu tính cách như thế này là năng lượng của Bạch Dương hoặc Bảo Bình thôi nhá. Có nghĩa là cân bằng được giữa lý trí và trái tim. Mình rất thích cái năng lượng này. Thế nên bảo bạn rằng bạn có độc thân đến già hay không, hoặc bạn có ế đến già hay không, có thể là bạn sẽ không ế đâu. Nhưng có thể là bạn sẽ chỉ dừng lại mức yêu đương thôi, chứ bạn không kết hôn. Có thể hai người sẽ dọn, có nghĩa là tư tưởng cực kỳ phương Tây luôn. Có thể hai người sẽ dọn về ở chung, nhưng tuyệt nhiên không đi đăng ký kết hôn. Thậm chí có con chung, nhưng tuyệt nhiên cũng không đăng ký kết hôn. Bởi vì bạn rõ ràng rằng ok, yêu nhau thì có thể vui, nhưng lấy nhau về ở chung chưa chắc đã vui. Thế nên nếu muốn thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi,
Không vấn đề gì, không việc gì, là kiểu vì gia đình hai bên, vì con cái mà sẵn mà cố gắng cam chịu mà phải ở chung chung một mái nhà. Không, mình bảo rồi, các bạn rất YOLO, không hợp thì nghỉ. Nói chuyện rõ ràng với con cái, giờ bố mẹ không hợp với nhau. Đấy. Có thể là trong mắt nhiều người bạn sẽ ích kỷ với trẻ con, nhưng bạn thì có tư tưởng là còn hơn là ở chung, sao con nhìn thấy cảnh ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau nó cũng không vui. Bạn thì vẫn rất sống có trách nhiệm. Trong lúc yêu thì bạn chăm sóc người người yêu mình, chăm sóc con cái mình. Chỉ là bạn không thích cái suy nghĩ là yêu nhau lâu là phải kết hôn. Mà bản thân bạn thì cũng chỉ muốn chăm sóc người yêu và con cái thôi, chứ bạn không muốn có quá nhiều trách nhiệm liên quan đến gia đình chồng hoặc gia đình vợ. Sống hơi theo chủ nghĩa cá nhân một chút. Nhưng mình bảo rồi, bạn YOLO và bạn bảo miễn là không làm hại ai thì bạn không sai. Kiểu có chính kiến ấy. Bây giờ mình sẽ rút cho các bạn hai lá để xin lời khuyên cho các bạn. Nhưng thật ra mình cũng chẳng biết là khuyên gì. Vì con kiểu kiểu tính cách của các bạn là tôi không cần lời khuyên. Hơi cứng đầu nhỉ, hơi bướng. Rồi, thôi thì cứ rút hai lá để xem nào. Manifestation. Healing. Mình cảm thấy là để đạt được cái trình độ này, trình độ tư duy này là các bạn cũng đã healing cho bản thân xong xuôi hết rồi. Đấy. Mà cũng chẳng cần phải heal nhiều bởi tính cách của các bạn sinh ra là nó đã vốn mạnh mẽ như vậy rồi. Và bạn có đủ khả năng để manifest, để thu hút những cái thứ tích cực vào cuộc sống của mình. Nên bạn không bao giờ lo rằng bạn sẽ ế hay độc thân đến già, bởi bạn biết rằng, nói chung là bạn không sợ tìm hiểu người khác nữa cơ. Bạn sẵn sàng đi tìm hiểu và sẵn sàng thử ở chung xem ở được hay không. Chứ bạn không có cái kiểu là nhìn qua thấy ấn tượng đầu không tốt thì thôi không yêu. No, bạn sẵn sàng để thử xem thế nào, thậm chí sẵn sàng lên giường với người ta để xem có hợp hay không. Dù là trai hay là gái thì cũng luôn có cái tinh thần YOLO thế này nhá. Chả hiểu sao bốc tụ Jimin và cảm giác tính cách hơi hơi giống Jimin. Rồi, chắc mình sẽ dừng trải bài của các bạn tụ ba tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Đừng quên ủng hộ cả kênh radio của mình nhá. Mình sẽ cố gắng là ra mỗi ngày một tập radio. Bye bye các bạn.